Spa Mộc An Coffee, nơi kết nối sắc đẹp và hương vị tinh hoa. Kính gửi quý khách hàng thân thương, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời giới thiệu sâu sắc về sự kiện khai trương đặc biệt của Spa Mộc An Coffee. Đây không chỉ là một buổi lễ khai trương thông thường, mà là một trải nghiệm tuyệt vời và hoàn toàn khác biệt mà chúng tôi tạo ra để mang đến cho quý khách hàng những khoảnh khắc đáng nhớ và trọn vẹn nhất. Spa Mộc An Coffee là một địa điểm thư giãn chăm sóc sức khỏe và thưởng thức cà phê tuyệt vời tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nằm trong khu dân cư Lê Hồng Phong, spa này mang đến cho khách hàng không gian thoải mái và tinh tế để thư giãn và tái tạo năng lượng. Buổi lễ khai trương sẽ diễn ra theo một chuỗi các hoạt động đặc sắc và thú vị. Đầu tiên, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn và chào đón quý khách đã tặng chúng tôi những lẵng hoa tươi tuyệt đẹp và tinh tế. Những bông hoa đẹp mắt và thơm ngát sẽ tạo nên không gian tràn đầy niềm vui và sự phấn khởi. Đồng thời, chúng tôi cùng những vị khách quý chụp những tấm hình lưu niệm để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai trương. Với tâm huyết và sự chuẩn bị tỉ mỉ, buổi lễ khai trương của Spa Mộc An Coffee được chuẩn bị với tình yêu và sự tận tâm. Ngay từ khi khách hàng bước chân vào cửa, họ sẽ được đón tiếp bởi không gian tràn đầy sắc hoa và màu sắc tươi mới. Mỗi chi tiết trong trang trí đều được lựa chọn và sắp xếp cẩn thận để tạo nên một không gian trang nhã và sang trọng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách. Tiếp theo, chúng tôi mời quý khách tham gia vào một buổi tiệc ngọt đặc biệt. Bàn tiệc sẽ được trang trí bánh kẹo hoa quả rượu vang thơm ngon và hấp dẫn. Những món tráng miệng ngọt ngào sẽ khiến mọi người thích thú và thỏa mãn vị giác. Đồng thời, chúng tôi cũng tự hào giới thiệu những loại rượu vang tinh túy từ các vùng nổi tiếng trên thế giới. Khách hàng có thể thưởng thức và khám phá những hương vị đa dạng và độc đáo của rượu vang, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Sự kiện cũng sẽ là dịp để chúng tôi giới thiệu đến quý khách các vị khách quý và cổ đông của Spa Mộc An Coffee. Họ là những người đã đồng hành và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của spa. Mỗi vị khách quý sẽ được giới thiệu và có cơ hội chia sẻ những lời chúc mừng và niềm tự hào của mình. Chương trình còn có sự dẫn dắt chuyên nghiệp của MC, tạo không khí sôi động và ấm cúng cho buổi lễ. Mỗi ly rượu vang đều mang hương thơm riêng, từ hương trái cây tươi mát đến hương cỏ hoang dã và mùi gỗ sồi chín mộc. Khi nâng ly rượu vang cùng cạn, ánh đèn tập trung về phía bàn và những chiếc ly trong tay của mỗi khách mời. Mọi người nắm chặt ly rượu và nhìn nhau với ánh mắt đầy phấn khích và hân hoan. Tiếng chúc mừng lên cao và tiếng nâng ly vang vọng về khắp không gian, tạo nên một sự phấn khích và náo nhiệt không thể tả. Tiếng cười và tiếng nói vui tươi tràn ngập không gian, tạo nên một không khí tràn đầy niềm vui và sự kết nối. Trên sân khấu đang được trang trí hoành tráng, MC đứng tự tin giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ. Không gian đông đúc với đám đông người hâm mộ đang trông ngóng những ca sĩ xinh đẹp và những ca khúc sôi động. MC nhấn mạnh giọng nói và tay cầm micro, bắt đầu giới thiệu những ca sĩ xuất sắc. Ánh đèn tập trung vào những ca sĩ xinh đẹp. Khi âm nhạc bắt đầu, những giai điệu sôi động và nhịp điệu mạnh mẽ lấp đầy không gian. Những ca sĩ di chuyển tự do trên sân khấu, vừa hát vừa nhảy một cách uyển chuyển, tạo nên một màn trình diễn mê hoặc và cuốn hút. Tiếng hát vang lên rất rõ ràng, những giọng ca truyền cảm và mạnh mẽ. Họ biểu diễn những ca khúc sôi động, đầy cảm xúc và hòa vào những điệu nhảy năng động, mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc sống động và sôi động. Vâng thưa quý vị, đến với Spa Mộc An Coffee của chúng tôi, quý vị sẽ được trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, sơn hơi thảo mộc, xoa bóp, massage, ngâm chân, tắm nắng thảo mộc, trị liệu toàn thân và một không gian tuyệt vời cho quý vị. Sau khi chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp xong, quý vị có thể ngồi tại một không gian tuyệt vời như ngày hôm nay, thưởng thức những ly rượu, những nước tuyệt vời nhất tới từ Spa Mộc An Coffee của chúng tôi. Đỉnh cao của buổi lễ khai trương chính là lễ cắt băng khánh thành. Một khoảnh khắc trọng đại và ý nghĩa, lễ cắt băng đại diện cho sự khởi đầu mới, sự phát triển và thành công của Spa Mộc An Coffee. Cùng nhau, chúng ta sẽ chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử và gửi đi những lời chúc mừng chân thành cho Spa Mộc An Coffee và toàn thể nhân viên. Quý vị ơi! Quý vị đã sợ
buổi khai trương đã diễn ra thành công và trở thành một sự kiện đáng nhớ. Tiếng nhạc tiếp tục vang lên khán đài và sân khấu tràn đầy niềm vui và sự hân hoan. Các khách mời và nhân viên đều tỏ ra phấn khởi và hào hứng trước sự thành công của Spa Mộc An. Tiếng reo hò và tràng pháo tay vang lên từ khán đài, tạo nên một không khí phấn chấn và đầy năng lượng. Mọi người chúc mừng nhau và gửi những lời chúc tốt đẹp, thể hiện sự hỗ trợ và sự đồng lòng. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Spa Mộc An, Coffee. Từ buổi khai trương thành công này, Spa Mộc An, Coffee đã chứng minh sự chuyên nghiệp và cam kết của mình đối với khách hàng. Với niềm tin và sự ủng hộ từ khách mời và cộng đồng, Spa Mộc An, Coffee sẽ tiếp tục phát triển và mang đến những trải nghiệm thú vị và chất lượng cho khách hàng trong tương lai. Sau khi cắt băng khánh thành thành công, các thành viên và các vị khách quý đã tiếp tục chụp thêm một số tấm hình lưu niệm để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Mọi người đứng lại trên sân khấu và ngoài cổng chính vui vẻ tạo dáng, cùng nhau tạo nên những bức hình đáng nhớ. Mọi người cười tươi, vỗ tay và trao đổi những ý tưởng về các tư thế và cử chỉ để tạo nên những bức hình đáng nhớ. Mỗi tấm hình lưu giữ những biểu cảm và kỷ niệm đáng quý trong chặng đường thành công của Spa Mộc An Coffee. Những tấm hình lưu niệm không chỉ là một kỷ niệm riêng của từng người mà còn thể hiện sự đoàn kết và sự chung tay xây dựng một cộng đồng hạnh phúc. Sau khi hoàn thành phần chụp hình, mọi người di chuyển sang khu vực bày tiệc đã được chuẩn bị sẵn. Khu vực này được trang trí đẹp mắt với những bàn tiệc đầy màu sắc và hương vị hấp dẫn. Trên bàn tiệc, có rất nhiều món ngon đã được sắp xếp tỉ mỉ, tạo nên một bữa ăn trưa thực sự đa dạng và hấp dẫn. Gà hấp lá chanh, cá chiên, bê tái, tôm chiên, rau củ quả luộc, bánh bao sốt vang, canh măng và canh mọc, mực xào cần tỏi, tráng miệng cam và rượu nếp. Những món này tạo nên sự kết hợp hoàn hảo của hương vị, mùi thơm và độ tươi ngon, mang lại trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời cho mọi người. Không khí trong khu vực bữa tiệc tràn đầy sự phấn khởi và ấm áp. Mọi người cùng nhau trò chuyện, chia sẻ niềm vui và cười đùa, tạo nên một không gian gần gũi và thân mật. Họ nâng ly chúc sức khỏe nhau, đánh dấu một buổi tiệc khai trương thật thành công. Mặc dù trời đang mưa rơi nhưng âm thanh của những tiếng hát vẫn vang lên trên sân khấu. Các ca sĩ tài năng biểu diễn những ca khúc sôi động, tạo nên không khí sôi động và hứng khởi. Tiếng hát hòa quyện với nhịp mưa tạo nên một bầu không khí đặc biệt và lôi cuốn. Để tăng thêm phần phấn khích, MC và một số vị khách quý đã lên sân khấu hát giao lưu cùng các ca sĩ. Những tiết mục biểu diễn này mang lại sự thăng hoa và cảm xúc mãnh liệt. Các vị khách quý vui mừng tham gia và trở thành những ngôi sao trên sân khấu, tạo nên những kỷ niệm khó quên và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Buổi biểu diễn âm nhạc đem đến không chỉ tiếng hát đẹp mà còn tạo nên sự gắn kết và hòa quyện giữa khán giả và nghệ sĩ. Mọi người cùng nhau hòa mình vào âm nhạc, tạo nên một không gian thú vị và đầy sôi động. Bên cạnh những tiết mục biểu diễn, tiếng cười và niềm vui tràn đầy không gian, tạo nên một buổi tiệc khai trương đáng nhớ. Mọi người cùng hòa mình vào không khí vui tươi và truyền cảm hứng lẫn nhau. Buổi tiệc trở thành một dịp để mọi người tận hưởng niềm vui và chia sẻ cùng nhau. Kết thúc bữa tiệc, các vị khách đã sang spa để trải nghiệm dịch vụ ngâm chân thảo dược, xông hơi và massage body cổ vai gáy. Tại spa, không gian được thiết kế thoáng đãng và thư thái, tạo điều kiện tuyệt vời để các vị khách thư giãn và khôi phục cơ thể sau bữa tiệc. Phòng massage được thiết kế với sự chú trọng đến các chi tiết để tạo nên một không gian thư giãn sang trọng và thoải mái. Với màu sắc trang nhã và ánh sáng dịu nhẹ, phòng massage mang đến một không gian yên tĩnh và thư thái. Các chi tiết nội thất được lựa chọn cẩn thận, với các bàn massage êm ái, đệm thoải mái và không gian rộng rãi. Những tấm rèm nhẹ nhàng tạo ra không gian riêng tư, mang lại cảm giác thoải mái. Tất cả những yếu tố với thiết kế độc đáo, ánh sáng ấm áp, vách thạch cao màu vàng cam và những bức tranh tường cảnh thiên nhiên, phòng massage mang đến trải nghiệm thư giãn tuyệt vời cho khách hàng. Ngoài ra, âm nhạc nhẹ nhàng và hương thơm thảo dược thư giãn trong không gian phòng, tạo nên một bầu không khí thư thái và đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho các vị khách. Không gian phòng massage với thiết kế đẹp tại spa của chúng tôi mang đến sự hòa quyện giữa thẩm mỹ và sự thoải mái, tạo nên một không gian lý tưởng để thư giãn và tái tạo năng lượng. Đầu tiên, các vị khách được hướng dẫn ngâm chân trong nước thảo dược ấm với các thành phần tự nhiên như lá bạc hà, gừng và tinh dầu thảo dược. Sự ấm áp và thảo dược của nước ngâm giúp làm dịu cơn mệt mỏi và thư giãn cơ thể. Sau đó, các vị khách tiếp tục trải nghiệm xông hơi, trong đó hơi nóng và hương liệu từ thảo dược thẩm thấu vào da và mang lại hiệu ứng thư giãn sâu, giúp làm sạch cơ thể và tăng cường tuần hoàn máu. Cuối cùng, các vị khách được tận hưởng massage body cổ vai gáy với kỹ thuật viên tay nghề cao và tận tâm. Kỹ thuật massage chuyên sâu vào các điểm cơ và huyệt mạch cổ vai gáy giúp giảm căng thẳng, loại bỏ nhức mỏi và đem lại sự thoải mái cho các vị khách. Với dịch vụ ngâm chân thảo dược, xông hơi và massage body cổ vai gáy, các vị khách rời spa với cảm giác thư thái, cơ thể nhẹ nhàng và tinh thần sảng khoái.
Trải nghiệm này giúp họ cảm nhận sự phục hồi và thư giãn toàn diện sau một bữa tiệc tuyệt vời. Spa Mộc An Coffee xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị khách quý đã đến dự buổi khai trương của chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị đã làm cho buổi lễ trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian để chia sẻ niềm vui và khám phá trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và tạo ra những trải nghiệm spa đẳng cấp cho quý vị. Nếu quý vị muốn trải nghiệm các dịch vụ thư giãn tại spa của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ đặt lịch qua số điện thoại 0973-163-669. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ và sắp xếp lịch hẹn phù hợp theo yêu cầu của quý vị. Một lần nữa, Spa Mộc An Coffee xin chân thành cảm ơn các vị khách quý đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi khai trương. Chúng tôi rất mong được tiếp tục đón tiếp và phục vụ quý vị trong những lần ghé thăm tiếp theo. Hãy để chúng tôi mang đến cho quý vị những trải nghiệm thư giãn và tái tạo tuyệt vời nhất.